Như các bạn đã biết, Dragon Dogma 2 là một game rất đặc biệt. Nó tồn tại rất nhiều cơ chế chẳng đụng hàng với ai. Làm gì có game nào cho phép làm giả vật phẩm để đi lẻ NPC đúng không? Cũng chẳng có game nào dám bắt người chơi phải đi kiếm thông dịch viên chỉ để hiểu nhân vật khác đang nói gì. Quan trọng hơn là bạn phải tự mò ra tất cả những điều đó, chứ không được game chỉ tận tay. Thế thì hãy để tôi cầm tay chỉ các bạn nhé. Tôi không làm gì đâu, tôi thề. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Chơi với máy như chơi với người. Dragon Dogma 2 là một tựa game chơi đơn, không có chế độ chơi mạng. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, trong game vẫn sở hữu một party 4 người, bao gồm người chơi và những bon, tức là những nhân vật được điều khiển bởi AI. Cơ chế bon được thiết kế để khiến bạn cảm giác giống như mình đang thực sự chơi với những người chơi khác. Chúng biết học để tương tác với môi trường một cách hiệu quả, bao gồm cả người chơi, kẻ địch và những NPC khác. Bon sẽ tham gia vào trận chiến và đóng góp vai trò là một người chơi thực thụ, gây sát thương, hồi phục, tăng cơ, thu hút sự chú ý của kẻ địch, đưa ra lời khuyên và chiến thuật đối phó, v.v. Không chỉ vậy, trong quá trình khám phá, Bon cũng sẽ giúp hướng dẫn bạn làm quest nếu chúng hiểu về nó, dẫn đường tới những địa điểm ẩn chứa hòm. Đôi khi thì chúng còn sở hữu những năng lực đặc thù như thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết về nơi khai thác nguyên liệu các thứ. Giống như Dark Dungeon, Dragon Dogma 2 đã dạy cho tôi bài học thấm thía: chúng ta cần phải chơi game một cách tư bản hơn. Ngoài trừ người chơi và bon chính, hai bon còn lại của đội chỉ là thành viên tạm thời mà thôi. Lính đánh thuê đúng nghĩa, chúng không thể nhận kinh nghiệm, không top level, bạn cũng không thể tùy chỉnh ngoại hình và kỹ năng của chúng theo ý mình. Tôi đã sử dụng một bon mình tìm được lúc mới bắt đầu game để làm tăng cơ, khi đó level 34 gì đấy, nhưng cho tới khi tôi level 17 thì mới ngớ người ra con bon này không được lên một cấp nào hết. Bảo sao bị con sai lớp nó gõ phát là thấy hậu kiếp. Mặc dù đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, như cái lúc tôi quăng anh ta xuống vực để kiểm tra xem nó sâu bao nhiêu, nhưng tôi vẫn buộc lòng phải cho anh ta đi. Chắc như vậy sẽ tốt cho cả hai thôi. Và kể từ đó, Dragon Dogma đã dễ hơn hẳn khi tôi quyết định từ bỏ nhân tính của mình, chia tay ngay khi hết giá trị lợi dụng, rồi lập tức cưới thêm một cô vợ khác về. Ngoài ra, khi bạn đã thuê một bon, chủ nhân của chúng sẽ nhận được Rip Crystal, một dạng tiền tệ được dùng để thuê bon có cấp độ cao hơn mình, hoặc đi mua các vật phẩm liên quan đến cơ chế bon từ những NPC. Thay đổi bon liên tục cũng khiến Grip Crystal luôn được tạo ra và khai thác. Vẫn sẽ có những bon do Capcom tạo sẵn để cho bạn cưới về. Chỉ số của họ thì cũng uy tín, không thua bất kỳ người chơi nào khác. Một chi tiết thú vị là ngược lại, nếu bạn không có kết nối mạng hoặc chẳng ai muốn thuê, bon của bạn vẫn sẽ được thuê một cách tự động bởi những người chơi ảo do máy tạo ra. Cơ chế này đảm bảo rằng bạn luôn được tạo điều kiện để chơi game một cách trọn vẹn nhất, mặc dù bạn có cô đơn đến đâu đi nữa. Giống như kênh YouTube nào đấy, luôn có một ông chú 42 tuổi, 125kg, chờ đợi bạn. Chỉ cần bạn nói đồng ý thôi, nhá. Thẻ ra tù, miễn phí. Đôi khi mọi người chìm đắm vào thế giới game vì họ được làm những điều không thể thực hiện ở ngoài đời. Ví dụ như ném quân triều đình xuống biển chẳng hạn. Cũng giống như nhiều game nhập vai khác, trong Dragon Dogma 2, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình bằng cách lên phường uống trà đá. Với trường hợp bạn không muốn dành quãng đời còn lại của mình trong chốn ngục tù, sẽ có vài cách sau đây. Nếu may mắn, mấy anh lính gác sẽ quản bạn vào một phòng giam có an ninh hơi lỏng lẻo. Lúc này, bạn chỉ cần đấm nhẹ là bay cái bảng tường để hướng tới tự do. Hoặc bạn chi trả chút chi phí gọi là bồi dưỡng cho cai ngục để được thả sớm hơn dự tính. Nhưng khoản phí đó chẳng ít ỏi gì đâu. Vẫn còn cách khác là sử dụng chiếc chìa khóa xài một lần mang tên là Ship Shape Gao Key. Bạn có thể mua nó với giá không phải chăng lắm từ những NPC trong thành phố, hoặc trả cho Grab cơm 2-3 nghìn. Nhưng vẫn có một cách giúp bạn sở hữu chiếc chìa khóa vượt cục vạn năng này mà không cần mất tiền. Khi thực hiện nhiệm vụ main quest mang tên The Case Magistrate, bạn sẽ gặp một nhân vật mang tên là Captain Brand. Anh ta cho bạn mượn một chiếc chìa khóa vượt ngục Gao Key, có thể sử dụng nhiều lần, nhưng đến khi hết quest thì phải trả lại. Xong ở đời, có mượn thì phải có trả. Cơ mà đây không phải đời nên bạn đừng trả. Ở trong game có một NPC tên là Ibrahim, biết chế tạo bản pha ke của những vật phẩm khác, chuyên dùng để lẻ NPC, đôi khi là lừa chính người chơi. Tính năng của vật phẩm pha ke sẽ yếu hơn so với bản gốc. Ví dụ như Fury Stone được sử dụng để teleport về một điểm cố định, nhưng viên đá này vô cùng hiếm ở Dragon Dogma 2, chỉ có thể tìm thấy ở một vài địa điểm nhất định, ít có NPC nào bán lắm. Vậy nên khi thấy vật phẩm này trong gian hàng của một thương nhân, tôi quất về ngay mà không hề suy nghĩ, cho đến khi nhận ra rằng cái Fury Stone này, cái chữ Y của nó là Y ngắn chứ không phải Y dài. Dòng mô tả thì có ghi món hàng tinh xảo giống hệt bản gốc nhưng không có chức năng tương tự. Như để sát thêm muối vào vết thương, 10.000 vàng đi thành cát bụi. Rất may, nó không áp dụng cho trường hợp của Gao Key. Bạn có thể trả 5.000 vàng cho Ibrahim để anh ta đúc một cái chìa khóa giả xịn như hàng Âu.
rồi trả chiếc chìa khóa thật về lại cho Captain Brand. Vậy là từ giờ bạn có thể hành xử như một thằng mất dạy trong game mà không còn sợ phải đi tù chung thân một lần nào nữa. Đầu tư bất động sản không bao giờ lỗ. Một trong yếu tố khiến Dragon Dogma 2 kén người chơi là do cơ chế xếp không thuận tiện cho lắm. Thay vì chỉ cần bật menu lên rồi xếp ở bất kỳ thời điểm nào bạn muốn, thì trong tựa game này, bạn phải nghỉ ngơi tại một nhà trọ thì mới có thể hồi máu và lưu game. Với mức phí là 2.000 vàng, đối với những người bó cận cứ 5 giây xếp một lần như tôi, cái giá này trở nên quá đắt đỏ. Nhưng không sao, bạn vẫn có giải pháp khác, không ăn nhờ ở đậu nữa. Tích tiền mua riêng một căn nhà mặt phố giống như GTA luôn. Sau vài lần nghỉ trọ tại Vanguard, một NPC mang tên là Mildred sẽ xuất hiện ở con hẻm phía sau Stanrup Inn. Nếu không chịu khó tìm tòi thăm thú thành phố, khả năng rất cao bạn sẽ bỏ lỡ cuộc gặp này. Mildred sẽ nhờ người chơi trong nhà hộ cô ấy trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ để chủ nhà rảnh tay đi làm vài cái kèo tài xỉu. 7 ngày trôi qua, chủ nhà vỡ nợ nên về nhà gạ bán luôn căn nhà để ôn in tiếp. Giá chào bán là 20.000 vàng, tương đối rẻ so với những gì mà nó đem lại. Căn nhà bạn mới mua sẽ có đầy đủ chức năng của một quán trọ, bao gồm việc lưu game, hồi máu, cất trữ vật phẩm. Ngoài ra, các NPC khác cũng có thể gửi thư hoặc phần thưởng về nhà sau khi hoàn thành những quest phụ của họ. Chỉ hơi tiếc là ngôi nhà này không có tùy chỉnh được như Minecraft, nên là mua một lần không sửa sang nhá. Vẫn còn đó 3 căn nhà khác mà các bạn có thể sở hữu trong tựa game này. Một căn bình dân giá 30.000 vàng, 2 căn biệt thự Phú Mỹ Hưng lần lượt là 200k và 300k vàng. Tôi khuyến khích các bạn mua mấy căn bình dân thôi, mua biệt thự ở một mình không hết đâu nhá, tiền còn dùng đầu tư vũ trang nữa. Bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi bị bất đồng ngôn ngữ khi chơi game. Thành phố thuộc tập Elf, Sacred Arbor, được giấu kỹ trên bản đồ nên rất khó để khám phá được nó. Khi ở trung tâm quảng trường thành phố Vanguard, bạn sẽ được gặp một NPC tộc Elf đang hỏi xin một cây cung. Người chơi có thể mua hoặc cho anh ta một cái, loại nào cũng được, kể cả cái loại rẻ đắt nhất trong tựa game này. Cơ mà anh này có cung nhưng mà không biết bắn, cái gì cũng phải đến tay. Bạn hãy chuyển vocation của mình sang người chơi hệ cung khủ. Sau đó, tới vị trí đã được chỉ định để làm mẫu cho anh ta học theo. Vài ngày trôi qua sau khi hoàn thành yêu cầu, anh bạn Elf sẽ chủ động tiếp cận để dắt bạn về quê nhà anh ta chơi. Nghe nói tại đây bán những vũ khí trang bị mạnh nhất giai đoạn đầu game cho những vocation như là Archer, Mage, Sorcerer và Magic Archer. Tôi cũng hí hửng vào mua thử để rồi nhận ra tất cả NPC ở đây đều sử dụng một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nổi. Hóa ra chúng ta cần một thông dịch viên để hiểu cả tiếng Elf lẫn tiếng người, nếu không thì bạn chả mua được gì hết. Lúc này, bạn hãy vào Rift tìm một bon thông thạo tiếng Elf nếu bạn muốn tận dụng hết tất cả những gì thành phố này đem lại. Các bạn hãy để ý dòng Woodland Wordsmith ở một Specialization khi thuê bon là được. Yếu điểm được thiết kế một cách chi tiết. Điểm yếu của những kẻ thù trong những tựa game nhập vai luôn được đơn giản hóa một mức độ nào đấy. Ví dụ như ở Persona 5, kẻ thù A yếu nguyên tố ít, chỉ cần dùng chi nguyên tố đó bạn sẽ chiếm được lợi thế. Nhưng đối với Dragon Dogma 2, kẻ địch sẽ có rất nhiều điểm khác nhau để người chơi tận dụng. Và những yếu điểm này chi tiết tới nỗi chỉ có một số ít người tự mình phát hiện ra được mà thôi. Như một củ khoai lang tím đã từng nói, điều này áp dụng trong rất nhiều tình huống, nhưng nó sẽ hữu hiệu nhất khi bạn phải đối mặt với những con quái xương, những kẻ quấy rối khó chịu khi bạn là người thích khám phá vào ban đêm. Bạn hãy để ý, nếu bạn ra đòn đủ mạnh, mấy con người xương này sẽ văng tứ tung mỗi nơi một mảnh, nhưng chúng hoàn toàn có thể tự phục hồi hình dạng của mình, miễn là còn máu. Và máu chốt nằm ở cái đầu lâu, bạn chỉ cần đập nát xương sọ trước khi chúng kịp phục hồi là có thể làm bố cả đám đó. Cũng có thêm một vài chi tiết mà tôi chẳng thể ngờ được. Ví dụ như đối với kẻ địch dạng Undead, bao gồm Zombie, Skeleton và mấy con Phantom, tức là ma đó. Các kẻ địch thuộc tính này đều nhận sát thương từ cầu hồi phục của Healer. Dù lượng đam không nhiều lắm, nhưng như vậy là cũng đủ để người chơi gom và diệt nhiều kẻ địch trong cùng một lúc. Mỗi kẻ địch khác nhau là có điểm yếu khác nhau. Các loại có lông dày như Griffin thì dễ bắt lửa, đánh vào cánh thì nó rơi xuống mặt đất, hoặc nhiều người trèo lên người nó quá thì nó xìu không bay nổi. Các quái thú hai chân kích cỡ to thì dễ bị mất đà, cứ đánh vào chân trụ của nó là nó sẽ ngã, vân vân. Tự mình tìm ra điểm yếu kẻ thù và tận dụng, nó sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân đã được sử dụng hết 100% công năng của đạo bộ, mặc dù sự thật thì hơi buồn xíu. Hãy đi xem bói. Một trong những lý do khiến Dragon Dogma 2 kén người chơi là do game đề cao yếu tố khám phá gần như tới mức cực đoan. Điều này thể hiện thông qua chỉ dẫn mơ hồ của các nhiệm vụ. Hầu hết các nhiệm vụ đều không có hướng dẫn cụ thể cho người chơi theo kiểu hãy đến đúng vị trí này và nói chuyện với người kia đi. Không có đâu má. Nhưng ít nhất là nhà phát triển cũng cho chúng ta một vài sự trợ giúp, nhưng theo cách rất đặc biệt. Giống như ở ngoài đời, khi bạn cảm thấy lạc lối và không biết phải đưa quyết định như thế nào, người ta thường sẽ tìm tới bói toán.
Ở thành phố Vanuatu có một nhà tiên tri tên là Ursula. Với cái giá rất rẻ, chỉ 50 vàng, Ursula sẽ cho lời khuyên và chỉ dẫn về nhiệm vụ đang áp tiếp của bạn. Chưa hết, bọn của người chơi khác nếu đã làm nhiệm vụ rồi, họ hoàn toàn có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ đó thêm một lần nữa. Khi vào trong Riftstone, chọn Bond. Bạn hãy để ý tới dòng Quest Guide này. Nó sẽ biểu thị cho người chơi biết rằng Bond đó có khả năng hướng dẫn bạn thực hiện quest hiện tại hay không. Nếu có, Bond sẽ chỉ đường cho bạn, đưa ra các lời khuyên liên quan tới nhiệm vụ, như là bạn cần chuẩn bị vật phẩm gì, chuẩn bị đối mặt với kẻ thù gì, vân vân. Cách tiếp cận này khiến cái Bond giống như một người bạn đồng hành đích thực, chứ không phải thằng bạn thân. À nhầm, ý tôi là NPC Yoshi được điều khiển bởi AI. Hồi sinh người chết. Đạo diễn của Dragon Dogma 2, Hideaki Itano, từng phát biểu rằng khi NPC trong game chết, họ sẽ đi hẳn luôn. Điều này đúng, nhưng bạn vẫn sẽ có cơ hội để cứu họ. Khi nhân vật, kể cả quái to chết, xác của chúng không bị mất ngay, mà vẫn tồn tại trong thế giới game một khoảng thời gian. Chúng ta thậm chí còn thấy được sự phân hủy của cái xác. Đối với NPC, người chơi có thể sử dụng Whetstone để bắt họ đăng nhập lại vào server trái đất một lần nữa, miễn là cái xác vẫn còn ấm. Nếu trong trường hợp bạn thực sự muốn cứu NPC nhưng không mang Whetstone thì làm sao bây giờ? Hay là NPC bị đá văng xuống vực chết mất xác không tìm được xác thì sao? Đừng lo, cái xác vẫn sẽ được vớt lên và chuyển tới nhà nguyện gần nơi tử vong nhất. Có hai nhà xác tồn tại trong game, một cái nằm ở Vanguard, một cái nằm ở Bata. Bạn cứ tới đấy là nhận được xác ngay. Tuy nhiên, có vài trường hợp họ sẽ không xác định được danh tính của cái xác bởi vì nó không lành lặn cho lắm. Hãy nói chuyện với người quản lý, anh ta sẽ thắp nến và đánh dấu cái xác mà bạn muốn tìm. Hãy lưu ý rằng, cái xác chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không hành động nhanh lên, thì NPC đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Đồng nghĩa là bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn khỏi nhiệm vụ có liên quan tới NPC đó. Vẻ bề ngoài quan trọng tới thế sao? Trong các tựa game RPG đại trà, yếu tố ngoại hình thường không ảnh hưởng lắm tới gameplay. Vậy nên mới có những tình huống một nhân vật nữ, chân yếu tay mềm nhưng lại nâng được kẻ thù nặng 1 tấn chỉ bằng một tay. Hoặc áo giáp bikini nhưng chỉ số phòng ngự lại gấp mấy lần full thép từ đầu tới chân. Dragon Dogma thì không như thế anh em nhá. Nhân vật có ngoại hình to béo, họ sẽ mang được trọng lượng rất lớn so với nhân vật thon gọn. Điều này cũng áp dụng cho Bond. Đó cũng là lý do tại sao tôi tìm được vô số Bond ngoại hình kỳ quái ở trên mạng. Và vẫn có người thuê về để làm cu li sách hành lý. Khi Bond được thuê, bạn sẽ dễ dàng thực hiện những Bond quest, lấy được nhiều phần thưởng hơn, lấy được nhiều Great Crystal hơn. Vì vậy mà việc thiết kế Bond cũng có vai trò quan trọng hơn hẳn. Bond của bạn cần phải thú vị để người chơi khác muốn thuê về, hoặc là to béo để phục vụ cho gameplay như nói trên, hoặc là có chuyên môn đặc biệt như kiểu rõ tiếng Elf hay là biết tìm nguyên liệu nâng cấp trên bản đồ. Đôi khi Bond của bạn phế về gameplay nhưng được cái ngoại hình đẹp thì vẫn có người thuê anh em nhé. Tôi không biết mà ông làm gì đâu. Và bạn tin tôi đi, không ít người đã kiếm được hàng tấn tài nguyên thông qua cách này. Ví dụ như việc tôi tình cờ nhìn thấy Leon S. Kennedy trong clip của mình, hay hàng tá những Bond có ngoại hình dựa theo nhân vật trong game khác, thậm chí là cả người nổi tiếng ngoài đời cũng có cơ. Bất tử, miễn là bạn còn máu để cắn. Dù cái tựa game này nói là rất thực tế nhưng vẫn tồn tại một vài điều vô lý để người chơi tận dụng. Cái dễ nhìn nhất là nhân vật trong game này không có hoạt ảnh khi sử dụng vật phẩm hồi phục. Không như cái game Monster Hunter phải hớp từng ngụm máu hoặc là mấy game show gì đấy. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể pause game và menu bất kỳ lúc nào, không có độ trễ gì hết. Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị nhận một đòn đánh chắc chắn sẽ rút cạn số máu còn lại, bạn chỉ cần pause game, cắn vật phẩm hồi phục. Thậm chí, bạn có thể thực hiện nó ngay ở phím tắt nhưng với điều kiện là tay bạn đủ nhanh. Và bạn biết gì không? Trong game này hết máu vẫn chưa phải là chết hẳn nha. Ngay khi bạn chạm ngưỡng máu tử, nhân vật sẽ có hoạt ảnh gục ngã rồi mới hiện màn hình game over. Và theo công thức trên, bạn vẫn sẽ sống nếu hồi phục ngay trước khi hoạt ảnh này kết thúc. Tức là chỉ cần bạn còn thấy thành máu trắng và đủ vật phẩm hồi phục, nhân vật của bạn sẽ không bao giờ chết. Và bên trên là một số sự thật không vô dụng lắm trong Dragon Dogma 2. Còn yếu tố nào mà tôi bỏ sót hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết anh em nhá. Biết đâu chúng ta phần 2 thì sao? Còn bây giờ, nếu thấy video này hay bài giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi Lữ Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại.